Đây, ngày hôm nay thì mình có đem theo 10 cái bẫy xe cua mình đi đặt thêm nha. Không giờ mắc quá trời mắc chứ chịu hết nổi rồi, bữa nay đem theo 10 cái đi đặt thêm nha. Đây là cái bẫy mới hoàn toàn của mình nha. Đây là số 7 của mình mới vừa làm nè. Đó. Nên mình đem theo 10 cái, mình có gần ở đó 5 cái rồi. Với lại mình bỏ trong vỏ sách 5 cái nè. Mình bỏ đây 5 cái nha. Mình có bỏ chuột sẵn hết rồi, giờ mình chuẩn bị đi đặt. Đó. Còn con chó mình kìa. Hồi mới gặp con chuột. Rồi. Rồi đầu video Tâm xin chúc cho mọi người thật nhiều sức khỏe nha. Cô dì chú bác và anh chị em luôn dồi dào sức khỏe nha. Rồi mình cũng tạm thời mình ngưng máy nha cả nhà. Mình sẽ đi ra tới ruộng mình thăm, sẽ quay chia sẻ cho cả nhà xem nha. Kìa kìa, coi nói. Quá trời quá đất luôn. Ở đây mình có một cái này chiến gờ dính được con hổ ngựa 1 ký nè, hổ ngựa đúng 1 ký luôn. Rồi chiến này vô kèo nữa ơi. Mình giặt ra mới vừa lại mình thấy có con hành cả nhà ơi. Luôn hành 3 nha, cũng là con đầu tiên luôn phân này nè. Con này thì tầm 3 lạng. Tiếp tục ở đây có một cái luôn đặt hoài không dính trơn cả nhà, phân nặng dính con gì đây trời ơi, hành có chút ác nè. Nè phân nị nè. Rồi mình cũng tạm thời mình ngưng máy luôn nha. Tiếp tục ngay gốc cây này có một cái luôn, cái này chiến rồi thăm bị chết chuột. Trời ơi cái đụng chuột khổng lồ ở đây luôn nè, cái đụng chuột này chuột cơm, chuột cơm quá. Đây mình có một cái ngay gốc cây nè, cái này chiến rồi chích ngang chuột nhà te. Trời ơi gắn con mini nữa. Tiếp tục ở đây mình có một bẫy nha. Vô con hèo 8-9 lạng à. Đây nè, mở bao cho cả nhà xem nha. Bữa nay ngày gì với cả nhà ơi, thăm gì mà chuột nó chết mỗi cái luôn. Nãy giờ thăm mấy cái chết chuột mình không có quay luôn. Được con hèo cũng đỡ nè. Đây tầm ký quá. Đây đây con hèo nè, con này chắc tầm ký 1 ký ngoài. Rồi cũng sẽ tạm thời mình ngưng máy, mình sẽ đặt cái bẫy này lại nha. Con này mới vô vậy, da bóng lưỡng luôn nè. Ồ, sáng hới luôn nè. Rồi, mình cũng sẽ tiến hành mình đặt lại luôn nha. Tiếp tục mình ở đây mình có một bẫy nha. Cái bẫy này chỉ ngồi dính được con hành nhì 5 lạng nè. Cái này dính gắn 3. Đây. Vô trong này nhỏ quá, mình ngưng máy luôn. Tiếp tục mình ở đây mình có một bẫy nha. Hồi nãy mình thăm bẫy kia cũng cái kia cũng không dính luôn, mình cũng không có quay luôn. Có phần vô được gắn cũng đỡ cái này. Đâu gắn không có bự cũng được. Đây nè, con này chắc cũng tầm 3 lạng, phần này đây. Tiếp tục ở đây mình có một cái luôn nha, nghe bụi chuối nè, ra màn cỏ gì chấm lỏng êm lắm. Có phân luôn nè cả nhà ơi. Đó. Cái phân gần kè chưa? Vô kèo rồi nha. Vô hành nhất rồi cả nhà ơi. Vô hành khủng rồi. Đó.
Đây, hình nhất rồi anh em ơi, xuống cái nhà ơi. Nhớ cho Tâm xin một like và một lượt đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người cùng xem nha cả nhà. Trời ơi, vô rồi, sớm giờ mới thấy được con hành nhất. Đó. Cái đầu nó chọc phá luôn rồi. Xuống giờ mới thấy con này trời. Để mình gỡ bao luôn nha. Gỡ bao cho cả nhà xem nha. Khui hàng đây nha. Wow. Đây nè anh em ơi. Quá đã. Sớm giờ mình được cắn nhất nha. Con này tầm 7 lạng. Đây. Quá sướng à. Rồi, mình cũng tạm thời mình ốp máy nha. Mình sẽ đặt cái bẫy xe cua lại, mình sẽ đi tới cái tiếp, mình sẽ quay chia sẻ cho cả nhà xem tiếp nha. Vô kèo anh em ơi, đây nè. Hành khủng nha. Hành nhất nha cả nhà. Đây. Đây là hành khủng đây cả nhà xem, nhớ cho Tâm xin một like và một lượt đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người cùng xem nha cả nhà. Để cho mình có động lực làm những video tiếp theo càng ngày càng hay hơn nữa nha. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha cả nhà. Xuống 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 anh em ơi. Tiếp tục ở đây mình có một bẫy luôn. Tình hình bữa nay thất thu nữa cả nhà ơi. Cái này chỉ ngồi dính gắn ba. Ngắn ba nữa. Tiếp tục cái khu này là mình có hai cái nha. Thì ở đây mình có đặt cặp cái mé này một cái nè. Rồi mới dạch ra anh thấy có phân. Trời ơi, rồi thấy hổ ngựa có chút xíu rồi. Đây nóng phân nghỉ coi nè. Chừng một lạng một à. Thế nè. Thả luôn chứ sao. Không biết ngày nay sao đấy nè. Trời chở gió hay sao, hay là không biết lý do làm sao mà chuột nó chết gì đâu, mình thăm chết 9 cái chết hết 8 cái à. Rồi còn chuột luôn. Tiếp tục cái khu này mình có hai cái luôn. Bữa nay là phải nói là mình bẫy gắn chưa từng thắt bao giờ bằng bữa nay luôn cả nhà. Thăm bẫy gắn nha, hai cái chết chuột hai con, ba cái chết chuột ba con. Trời ơi trời, bẫy gắn gì mà chết chuột chứ đâu mà mỗi chiến luôn. Nãy giờ chết chuột mình không có quay luôn. Rồi mới thấy cái này còn chuột. Chưa bữa nào thắt bằng bữa nay chứ. Trời ơi dính gắn mới nở nữa. Trời nắng không cháy cái đầu luôn. Tình hình này là biến mất tiêu cái bẫy rồi đó. Hổm cỏ tụm cho bữa nay chống lỏng cho nè cả nhà. Rồi xong rồi. Hổm hình như mình đặt ngay chỗ đầy này hay gì nè. Rồi người ta lấy rồi cả nhà ơi. Cái bẫy mình đặt ngay góc rồi nè. Tầm ăn cỏ nó thấy nó lấy rồi giờ. Người ta đâu có đậy lại cho mình đâu. Ta lấy rồi nha cả nhà. À không phải nha cả nhà. Đây. Ta đem ta dắt ngay cái mít nè. Tưởng ta lấy rồi chứ. Ăn chuột còn nó mới ghê chứ. Đây nè. Hên quá nha cả nhà. Hên cái bẫy còn. Tưởng đâu cái bẫy mất. Rồi bên góc này mình có một cái luôn nha. Cái bên góc này nè. Là mình đặt dính hoài luôn. Dính 3-4 con rồi. Với được con gắn 9 lạng gữ. Giờ hôm nay không biết sao đây.
chiến rồi thì cũng dính được con ngắn ba nữa, ba chiến dính kiền luôn á, chiến đầu dính con ngắn ba, chiến thứ hai làm một cặp con nhất con nhì, rồi chiến rồi vừa rồi là làm một con ngắn ba nữa, chiến này là chiến thứ tư nè, rồi thấy có phân nữa nè, phải không biết vô nữa rồi cả nhà. Ồ nó nằm trong lõn bên đó luôn kìa. Ồ thầm 4 chiến dính 4 con. Đây nè. Chiến này thì cũng gắn không có bự khung nha. Đây nè. Nó nằm một cục bên đây luôn nè. Wow. Rồi, cả nhà xem nhớ cho Tâm Sinh một like và một lượt đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người cùng xem nha cả nhà. Quá trời nắng luôn nè cả nhà ơi. Nắng gì nắng khủng khiếp nắng luôn. Rồi mình cũng tạm thời mình ngưng máy luôn nha. Tiếp tục ở đây ăn con cái luôn. Cái này chiến gồ dính con ngắn ba. Ở đằng kia người ta nhậu người ta nhìn quá trời thâm đại luôn cả nhà ơi. Dính được ngắn ba nữa nè. Con này tầm 3 lạng nha. Đây. Rồi mình cũng tạm thời mình ngưng máy luôn cả nhà ơi. Còn cũng có mấy cái nè, cũng hết nè, 2-3 cái nè, hết rồi. Rồi cái nhà ấy mình cũng đã thăm 7 gắn hết rồi. Cái cuối cùng thì bị con chó giặt banh chành luôn, mình cũng không có quay luôn. Lúc ở trên bờ cây này có người ta giăng lưới nè, cái nhà thấy không? Đó. Xa cả 200-300 mét đó cái nhà. Rất là xa luôn nha, nó cái nhà thấy chưa? Người ta đi câu quá chừng ngoài ruộng luôn nè. Đây cái nhà, nguyên một cái cánh đồng ruộng lúa luôn. Thì rồi mình sẽ bắt gắn cho mình tổng kết số gắn luôn cả nhà. Bữa nay thì thất rồi nha cả nhà. Bữa nay tầm chừng 2-3 ký gắn. Bữa nay thất thu rồi. Lông thừa này nãy mình căng thử được 1 ký nha cả nhà. Thì nãy mình bán hết số rồi. Rồi bây giờ mình sẽ dựng cái chân máy là mình sẽ bắt gắn ra luôn nha. Rồi mình cũng đã dựng cái chân quay lên xong rồi đó. Bữa nay thì chuột nó chết quá trời chết luôn cái này, thăm gì đâu mà chết chuột khủng khiếp chết nha. Đây mình sẽ bắt con lông thừa ra trước nha. Để mở con lưới ra. Con lông thừa cũng được 1 ký nha cả nhà. Nay được 3-4 ký gắn chết luôn bữa nay. Bữa nay thất thu rồi. Đây nè anh em ơi. Đó. Thấy chưa. Hóa. Ô. Con này nó không giữ ghê luôn á. Bay ra là táp liền luôn cả nhà. Nè. Như bữa nay. Ồ con này nó không giữ lắm nha cả nhà. Đây nè. Rồi mình cũng tiến hành cho vô túi lưới nha. Con này được 1 ký lô nha. Nãy mình căng thử rồi á. Con này mới lột. Da còn bóng lửa nè. Bữa nay gắn nhỏ không cả nhà ơi. Không có cái clip hay cho cả nhà xem mà được con gắn nhất nãy mình bán mắc tiêu rồi. Đây nè. Quá trời đã luôn cả nhà ơi. Chỉ tiếc là bữa nay gắn nhỏ nhiều quá. Này. Cả nhà xem nhớ cho Tâm Sinh một like và một lượt đăng ký kênh nha. Chia sẻ cho nhiều người cùng xem nha cả nhà. Để cho mình có động lực làm video tiếp theo cả nhà. Cậu nó chạy ra con đó nè. Wow. Rồi tiến hành cho vô cái lưới luôn cả nhà. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha cả nhà.
nay chạy toàn gắn mini không à, chít chít không à, đó. Người ta đi câu cá trên kênh chảnh quá chừng luôn. Chạy có mấy con mà cũng muốn chạy nữa. Còn mấy con hết luôn. Nay chạy gắn lý ní không. Gắn mini về không nè. Gắn ba không cả nhà ơi. Bữa nay không có chạy gắn ngon nha. Được con nhất với hai con nhì là còn như gắn ba không luôn. Được con hèo một tí cũng đỡ. Rồi cả nhà ơi. Thì hồi nãy mình bán gắn được 400 nghìn nha. Đây. Mình bán gắn, hồi nãy mình bán con ngắn nhất với con ngắn nhì, giờ mình bán hai, mình bán nãy mình bán gắn này được 400 ngàn, thì bữa nay cũng được 400 ngàn nha. Với lại mình sẽ cần cái này ra được bao nhiêu nha cả nhà, mình chỉnh cái cân lại cả nha. Đây như cân hơi chịch xíu để mình chỉnh lại cái nhà. Bữa nay nói chung bữa nay thắt chứ không có trúng rồi, bữa nay thắt hơn mỗi bữa rồi. Rồi. Có 2,9 kg nè, còn được có 2,9 kg gắn cả nhà, quá trời thắt luôn. Còn chắc còn gần 2,7 kg à, thì tôi lưới cho 2,7 kg đi, 2,7 kg gắn, 2,7 kg gắn với được 400 ngàn nha. Rồi mình cũng xin kết thúc clip luôn nha cả nhà. Cả nhà xem thấy hay nhớ cho Tâm xin một like và một lượt đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người cùng xem nha cả nhà, để cho mình có động lực làm những cái video tiếp theo càng ngày càng hay hơn nữa cho cả nhà xem nha. Cả nhà nhớ đón xem video ủng hộ cho mình nha. Hẹn cả nhà clip tiếp theo mình luôn nha cả nhà. Bye bye cả nhà nha.